kêu chéo dành cho các cái hoạt động đi du lịch dã ngoại câu cá, được phân phối bởi cửa hàng đồ câu Fishmark. Đây là hình ảnh chi tiết về cái dòng sản phẩm túi đeo chéo này. Túi đeo chéo này đồ câu Fishmark đang phân phối 3 màu. Đó, thứ nhất là đó là màu xanh lính, màu thứ hai là màu vàng đất và màu thứ ba đó chính là màu rằn ri. Thì cái kiểu dáng của cái túi này khá là đẹp. Và bây giờ mọi người cùng xem chi tiết về cái vật liệu của túi này cũng như là cái kích thước của túi này mọi người nhé. Ok, đây mọi người có thể xem đây ha. Có bên cạnh là một cái ngăn chứa nước để bỏ một cái chai nước là bỏ vào là bình thường ha. Hai là về cái ngăn của cái túi này thì túi này có 3 ngăn. Nhất là một cái ngăn bên ngoài này này ha. Đây, mở ra cho mọi người xem luôn. Đó. Rồi, một cái ngăn bên đây. Đó, rồi có một cái ngăn ở giữa này. Đó. Đựng các cái và cái ngăn chính là cái ngăn lớn này ha. Trong ngăn chính này thì còn có một cái ngăn phủ nữa. Chúng ta có thể đựng các cái thiết bị như là điện thoại hay là những cái đồ dùng như là bật lửa của cá nhân hay là các cái thiết bị mà mình dùng. Đó, về cái dây quai thì mọi người xem nhé, đây là quay video thật luôn, dây quai của sản phẩm thì đây. Đó, đây là thiết kế cái dạng lưới thì để đeo vào nó không cảm giác không bị đau ấy. Và cái dây quai này thì mình có thể là điều chỉnh cái nấc quai để dài ngắn thì tùy theo cái nhu cầu của mỗi người sử dụng nhé. Về chất vải thì vải này đó chính là vải Oxford. Nó có cái tính năng là chống nước nhẹ thôi. Chống nước nhẹ. Tất nhiên nếu như mà cái này xuống nước thì nước nó sẽ vào ở những cái đường dây khóa kéo này là bình thường rồi. Nhưng mà nếu như mà mình mang mà đi trời mưa thì ở cái mức độ vừa phải thì nó vẫn có chức năng là chống nước ha. Kiểu dáng này rất là đẹp rồi. Và tí nữa mình sẽ mang lên cho các bạn cùng xem nhé. Bây giờ ok, mình sẽ mang lên cho các bạn xem khi mà mang cái người như thế nào. Cái quên nói nữa là đây chính là cái chiều kích thước của cái túi này. Thì nó là cái chiều cao của nó maximum ở đây nó sẽ là rơi vô tầm khoảng là 30. Chiều cao của nó là hơn 30cm. Đó, bề rộng ngang thì có tầm khoảng 20. Đó, và một cái bề nó rơi vô tầm khoảng 17-18 ấy. Ở cái tầm đó thì đừng những cái vật dụng mà nhỏ gọn, hoặc là đối với những người mà đi câu cá thì đừng lại máy câu hay là phụ kiện đi câu ở trên này là ok ha. Túi này thì có giá khá là rẻ. Đây là mình đeo lên trên người cho mọi người cùng xem ha. Cái túi này thì nó nhẹ nhàng, có cái chỗ bình nước ở đây luôn rồi, và kích thước của nó thì cân đối, nó không quá to cũng như là cũng không phải quá bé để không có đựng được nhiều đồ. Kích thước khá là cân đối và có thể nói là cái cách mà khi mà chúng ta đi dã ngoại hay là câu cá mà đeo cái này lên thì cũng nhìn khá là style, khá là thời trang. Hay là mình đeo phía trước và bây giờ mình đeo phía sau cho các bạn xem ha. Các bạn có thể lựa chọn đây là màu xanh lính. Ở đây là màu vàng đất. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt.